Hello, xin chào cả nhà. Theo yêu cầu của anh Xuân Thông ở Sơn La thì anh ấy muốn mình đập vụt cũng như là test thổi thử cho anh ấy nghe một cái bài sáo bằng chính cái cây sáo của anh ấy. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip đập vụt cũng như là cho anh em xem cái cây Akai nó ra làm sao nhé. Đây, thì hiện tại bên mình đang về rất là nhiều hàng Akai. Thì cái cây này nó sẽ là sản xuất ở Taiwan và nó được bán trên toàn thế giới rất là nhiều các phiên bản. Thì phiên bản hiện tại mình đang lấy đấy là phiên bản ở US, chính là của Mỹ. Đây, thì một cái thùng này nó sẽ có hai cây. Nay mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, thì trong này nó sẽ có hai cây. Một thùng này nó sẽ có hai cây solo này. Mình sẽ lấy ra một cây. Thì cái mặt hàng này nó là hàng điện tử cho nên gần như là nó sẽ không test giống như là các loại sáo truyền thống, bởi vì là gần như 1.000 cây nó sản xuất ra thì nó là như một rồi. Đây thì cây của anh ấy có series như vậy, đây đuôi 366 này, thì mỗi một cây nó sẽ có một cái series này các bạn nhé. Cái số series này khi mà mình mở cái tài khoản của Akai ấy thì mình cũng có thể tải các cái app cũng như là cái phần mềm, nó sẽ được kích hoạt để mình tải cho những cái phần mềm mà mình khi mà sử dụng cái cây Akai này. Trong đây nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và dây đeo nhé. Đây là dây sạc này, nắp đậy ống thổi này, trong này sẽ có củ sạc. Đây chính là cây sáo của anh Thông nhá. Đây mình sẽ mở nguồn lên này. Và sau đó cái bài anh yêu cầu đấy là bài người Mông Cổ, thì mình sẽ set vào cái tiếng 121. Giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cách mình set âm thanh nhá. Đây thì cây sáo mình sẽ sử dụng một cái cục thu không dây, mình kết nối thông qua một cái bàn mixer. Thì cái bàn này mình sẽ trộn nhạc từ cái máy tính của mình với cả cái tiếng của cái cây sáo. Echo thì mình chỉ có đẩy một chút cái reverb và sau đó là mình xuất ra cái âm thanh ở trên cái loa này luôn. Đây, bây giờ thì mình sẽ thổi tặng anh Xuân Thông cũng như là các bạn bài người Mông Cổ nhé.